Mọi người biết không, hôm nay nhá, đi hết chưa? Đi hết đi. Đi hết đi rồi em kể chuyện. Chắc là tầm này đi hết rồi. Bây giờ bắt đầu em mới kể chuyện này. Này. Hello Mico. Mọi người biết không? Mọi người biết không hôm nay nha? Mọi người biết không hôm nay? Thử cho đi bớt đi đã, không kể tiếp. Hôm nay vợ em nói với em như này: chồng ơi, bao giờ chồng, có nghĩa là bảo em là bao giờ không hút thuốc lá nữa. Thì em mà là em buột mồm em nói, em mà là nghĩa là có kiểu em, ý của em thì cũng đúng thôi, có nghĩa là khi có con em sẽ không hút thuốc lá. Nhưng mà em kiểu ý của em là hút thuốc lá em sẽ không hút trước mặt vợ em nữa ấy. Em sẽ tránh chỗ khác em hút. Thì vợ em túm vào mồm này, vợ em mà nói thật nhá, túm vào mồm này, vợ em cho mồm vợ em đấy. Xong vợ em mà là nhớ nhá, nếu mà hút thuốc lá nữa nhá là khoai lang no good. Có nghĩa là khoai lang, vợ em bảo là khoai lang không này nhá, khoai lang này. Ôi giời, sao lại đông thế nhỉ, bắt đầu kể chuyện bắt đầu lại đông nhỉ. Thôi không kể nữa đây. Không kể nữa, mọi người đi đi. Cảm ơn chị Nga không mọi người? Đi bớt đi. Đi bớt khỏe thế. Nghỉ kể luôn. Makasih, rồi luôn bao cao xương. Em chỉ muốn kể những người mà